Ơi, xin chào anh ơi, mình có nhập về mấy cây Organ Footman K200. Rồi, dòng đàn này thì tầm trung học sinh. Này nó cũng có band đồ đầy đủ. Cái đàn này chỗ mình bán ra 3 triệu 6 ha. Đàn mới chính hãng luôn, bảo hành 12 tháng. Nó có phí bảo hành luôn. Bảo hành chính hãng. Cái này có phí bảo hành luôn ha. Bảo hành 12 tháng. Đây là này China nhưng mà nó cũng khá là chất lượng. Có xe ray đồ đường hoàng hết. 3 triệu 6 thì nó cũng phù hợp mấy bạn mới học. Rồi học sinh. Cái đàn này nó cũng đầy đủ điệu rồi tiết tấu rồi khá là tốt. Rồi xin cảm ơn mọi người.